Nam giới bị thiếu ngủ làm tăng 20% nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc trong một số trường hợp có thể là nguyên nhân gây ung thư tuyến tiền liệt. Giấc ngủ kém trước đây được cho là có liên quan đến các vấn đề như là béo phì, huyết áp cao, đột quỵ, bệnh tim và chứng mất trí nhớ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thiếu ngủ còn làm gia tăng nguy cơ phát triển ung thư và mức độ ác tính của ung thư. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thậm chí còn liệt kê tình trạng gián đoạn giấc ngủ là tác nhân gây ung thư có thể xảy ra hoặc nguyên nhân gây ung thư. Mới đây, các chuyên gia cũng đã phát hiện ra nam giới gặp vấn đề về giấc ngủ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Đây là loại ung thư phổ biến nhất ở nam giới và loại ung thư nguy hiểm thứ hai trên thế giới. Các chuyên gia tại Viện Ung thư Quốc gia Mỹ đã phân tích dữ liệu của hơn 30.000 nam giới Anh, trong đó họ được đeo thiết bị theo dõi để đo chuyển động vào ban đêm và tình trạng gián đoạn giấc ngủ. Không ai trong số những người tham gia bị ung thư tuyến tiền liệt khi bắt đầu nghiên cứu. Trong thời gian theo dõi khoảng 7,6 năm, có 1.152 người được chẩn đoán có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt. Kết quả đã phát hiện những người thức giấc từ 30 phút trở lên vào giữa đêm có nguy cơ phát triển ung thư tuyến tiền liệt cao hơn từ 15 đến 20% trong cuộc sống sau này. Trong khi đó, những người thức giấc từ 60 phút trở lên thậm chí còn có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt cao hơn. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra chứng mất ngủ, vì vậy xác định nguyên nhân ban đầu là bước quan trọng để khắc phục tình trạng này. Lời khuyên chung cho mọi người mất ngủ đó chính là cố gắng tuân thủ thói quen ngủ đều đặn, cụ thể là đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Tập thể dục trong ngày và thực hiện các thói quen thư giãn trước khi đi ngủ cũng giúp cơ thể khắc phục được chứng mất ngủ.